công nhận người miền Trung họ rất là keo kiệt và buồn xỉn. Mấy này chắc là mọi người đã biết về ngày 23 tháng 8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản TikTok Hoàng Minh, 23 tuổi, trú tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Theo quyết định trên, Minh bị phạt 10 triệu đồng theo Điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Đây là mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất đối với những hành vi cung cấp thông tin sai sự thật do Minh thực hiện. Trước đó, ngày 5 tháng 8, tài khoản TikTok Hoàng Minh đăng video với nội dung "Bạn nghĩ sao về người miền Trung?". Trong video này, Minh phỏng vấn một số người và yêu cầu họ nhận xét về tính cách con người miền Trung. Và chính chủ tài khoản TikTok này cũng trực tiếp đánh giá. Minh thừa nhận khi làm video, người được phỏng vấn có nhận xét tích cực, nhưng Minh đã cố tình cắt ghép, chỉnh sửa để có nội dung không tốt như người miền Trung keo kiệt, bủn xỉn, hà tiện, khôn lỗi, lúc nào cũng nghĩ cho bản thân, gia đình của họ trước. Mục đích là nhằm câu view, câu like, thu hút người xem và nhanh được nổi tiếng. Cơ quan công an cũng khuyến cáo công dân có quyền tự do ngôn luận qua việc đưa thông tin lên mạng xã hội. Tuy nhiên, phải trong khuôn khổ pháp luật. Việc cuồng ngôn xâm phạm uy tín, danh dự của người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài xử phạt lần này, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao còn chuyển hồ sơ đến công an các đơn vị, địa phương có liên quan, tiếp tục làm rõ từng hành vi vi phạm pháp luật của Minh trước đây.